Hình ảnh phản cảm trong concert của Taylor Swift gây phẫn nộ. Trong buổi sáng 13 tháng 5, một khán giả đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh vị phụ huynh đặt em bé đang ngủ trên nền đất khi đang thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Netizen này còn lên tiếng chỉ trích, tôi không phải một trong những người đang đứng ở đó, nhưng tôi chắc chắn sẽ báo cho lực lượng an ninh nếu như chứng kiến việc đứa bé bị vứt trên nền đất. Hành động đặt trẻ nhỏ ở những nơi như thế thật sự rất nguy hiểm. Trên trang web của sự kiện, ban tổ chức cũng khuyên khán giả không nên đưa trẻ em dưới 6 tuổi tới đêm âm nhạc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen chỉ trích dữ dội hành động để con cái nằm ngủ vạ vật trong concert của vị phụ huynh nói trên. Những khán giả này nhấn mạnh rằng em bé chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố. Chưa dừng lại, âm lượng lớn trong đêm nhạc cũng gây ảnh hưởng sâu tới trẻ nhỏ nếu phụ huynh không có biện pháp bảo vệ đôi tai cho con em mình. Tôi cũng có con lớn bằng chứng đó, không thể tưởng tượng nổi phụ huynh này lại cho con em mình đi tới đêm nhạc. Tôi cũng hiểu là rất khó để tìm được người trông giữ trẻ phù hợp, nhưng nếu có đưa con ra ngoài thì cũng đừng để bé nằm trên nền đất như vậy chứ. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần sử dụng chiếc điệu bé và cũng nên có biện pháp để bảo vệ đôi tai của con mình.